mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh tùng khẩu nhập. Vì thèm ăn mà kho thịt rán cá, nào biết động vật bị giết trong lòng chẳng cam. Nhà bếp biến thành lò đồ tể, moi ruột, mổ bụng, vung đao hành hình, bạn chiên xào nấu hầm thịt loài vật, thậm chí ăn sống nuốt tươi, cho đó là mỹ vị cao lương ngon bổ. Đâu biết vật chết thảm, lòng đầy oán hờn, thần thức chúng sẽ gá vào thân bạn, sớm muộn gì cũng bắt bạn đền mạng. Thiện ác rốt cuộc đều báo ứng, bệnh tùng nhập khẩu chẳng đợi lâu. Một khi nghiệp ác tạo đầy, bệnh sẽ hành thân vào y viện. Lúc đó thì bạn sẽ bị mổ ngực, rạch bụng, phải nằm dưới lưỡi dao phẫu thuật, và toàn cảnh hành hình khi xưa nơi nhà bếp sẽ tái diễn trên thân bạn. Nếu sớm biết ngày nay chịu khổ, thì ban sơ chẳng nên giết vật ham ngon. Giải thích: mỗi cá nhân trong đời, không ít thì nhiều, ai cũng bị bệnh hành hạ, khiến mình và người nhà thân tâm thống khổ khôn xiết. Bất kể bạn nghèo hay giàu, có quyền thế hay không, chẳng ai thoát khỏi bệnh hành hạ. Thậm chí mạng sống từng giây phút luôn bị giày vò. Lúc này kim tiền quyền thế đều không cứu nổi bạn. Thế thì vì sao người ta bị bệnh? Trừ chứng lão suy khiến các cơ quan trên thân thể già yếu ra, thông thường mọi người đều cho rằng bệnh từ khẩu nghiệp, tức là do ăn phải thức không sạch, thiếu vệ sinh mà bị bệnh. Nếu lập luận này đúng, thì chúng ta hãy nhìn những người quanh năm sống ngoài trời, ngủ nơi đầu đường xó chợ, mặt chẳng rửa, thân thể chẳng tắm, chuyên kiếm ăn nơi bãi rác. Bất kể xuân hạ thu đông, họ luôn áo chẳng đủ che thân, bị mũi mồng cắn chích. Nếu so với những kẻ được gọi là văn minh như chúng ta, lúc nào cũng rao giảng vệ sinh, bữa ăn luôn được tuyển chọn chất bổ kỹ lưỡng, song lại thường xuyên phải uống thuốc và đến y viện nhiều hơn. Thế thì câu bệnh tùng khẩu nghiệp rốt cuộc có ý gì? Vào niên đại 50, chứng viêm phổi được xem là bệnh nặng. Nhưng khi đã có thuốc trị khỏi, thì sau đó xuất hiện chứng lao phổi. Cuối cùng rồi lao phổi cũng trị được, thì tiếp theo lại có chứng ung bú, sida, thậm chí còn nhiều bệnh lạ đến chẳng kiếm ra tên để mà gọi nữa. Mỗi khi có một chứng bệnh kỳ dị xuất hiện, các nhà y học trên thế giới đều đau đầu vì không tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa, trên báo chí cũng loan tin có nhiều quái bệnh vô phương giải thích, đầy rẫy không cùng. Theo thời gian, khoa học càng ngày càng phát triển, thuốc men càng ngày càng tân tiến, con người sở hữu đủ loại thuốc quý đắt tiền, nhưng thấy đều chẳng xóa được tung tích bệnh hoạn, giống như trời xanh cố ý đối nghịch với nhân loại vậy. Hiện nay y viện khám bệnh không dễ, thu phí mắc, nhưng tìm được thầy thuốc giỏi lại càng khó hơn. Nguyên nhân nào khiến con người bị bệnh? Đọc kinh sách xong, chúng ta sẽ hiểu rõ thôi. Sau khi kiểm chứng vô số lần trong thực tế, thì tôi có thể kết luận đơn giản rằng tham, sân, si chính là cội nguồn của bệnh. Nói cụ thể thì 10 nghiệp ác chính là nguyên nhân phát bệnh. Vậy bệnh tùng khẩu nhập chính là: đừng ăn những thứ không nên ăn, đừng thốt những lời không nên nói, và đừng làm những việc không nên làm. Bây giờ tôi xin kể những câu chuyện nhân quả có thật để các bạn cùng tham khảo.